À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào các con. Ngày hôm nay cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các con để hướng dẫn các con làm bài tập về dấu hiệu chia hết cho 9. Vậy thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện các bài toán. Trước khi đi vào làm bài thì chúng mình sẽ cùng nhau nhắc lại một chút về dấu hiệu chia hết cho 9. Đó là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì các số đó sẽ chia hết cho 9. Và ngược lại, các số có tổng các chữ số mà không chia hết cho 9 thì sẽ không chia cho 9. Được chưa ạ? Bây giờ chúng mình cùng nhau thực hiện bài tập số 1. Bài tập số 1 của chúng mình có nội dung như sau. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9? Và đề bài có đưa ra cho chúng mình 5 số. Bây giờ chúng mình cùng nhau viết câu trả lời. Các số chia hết cho 9. Chúng mình sẽ cùng nhau nhẩm tính tổng các chữ số của từng số có trong bài để xem số nào sẽ là số chia cho 9. Số đầu tiên đó là số 99 thì chúng mình thấy 9 cộng 9 bằng 18, thỏa mãn điều kiện chia hết cho 9, bởi vậy cô viết số 99 vào đây. Số tiếp theo là số 1999 thì chúng mình lấy 1 cộng 9 cộng 9 cộng 9 và cho chúng mình kết quả bằng 28. 28 thì sẽ không chia hết cho 9 đúng không ạ? Nên chúng mình sẽ bỏ qua số này. Số tiếp theo là số 108. 108 có tổng các chữ số đó là 1 cộng 0 cộng 8 thì bằng 9. 9 chia hết cho 9 nên cô viết số 108 vào đây ạ. Số thứ 3 là số 5643. Cô tính tổng các chữ số như sau. Cô lấy 5 cộng 6 cộng 4 cộng 3 thì sẽ có kết quả bằng 18. 18 là một số chia hết cho 9 nên cô cũng viết số 5643 vào đây ạ. Số cuối cùng 29385 thì số này sẽ có tổng các chữ số bằng 2 cộng 9 cộng 3 cộng 8 cộng 5 cho chúng mình tổng các chữ số bằng 27. Và 27 cũng là một số chia hết được cho 9 nên cô xếp số 29385 vào nhóm các số chia hết cho 9, được chưa ạ? Đó là bài tập số 1. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang thực hiện bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9? Vậy những số có tổng các chữ số không chia cho 9 thì sẽ không chia cho 9. Bây giờ chúng mình cùng nhau viết câu trả lời nhé. Các số không chia hết cho 9. Chúng mình cùng nhau đi xét từng số ạ. Số 96 có tổng các chữ số bằng 9 cộng 6 bằng 15. 15 không chia cho 9 nên chúng mình xếp số này vào nhóm không chia cho 9 ạ. Số thứ 2 đó là số 108 có tổng các chữ số bằng 1 cộng 0 cộng 8 bằng 9 chia cho 9 nên số này sẽ bị loại. Số tiếp theo đó là số 7853 và số này có tổng các chữ số sẽ bằng 7 cộng 8 cộng 5 cộng 3. 7 cộng 8 thì bằng 15. 15 mà cộng thêm với 5 thì bằng 20. 20 cộng thêm với 3 thì bằng 23. 23 không chia hết cho 9 nên chúng mình chọn số 7853.
Số tiếp theo là số 5554. Số này thì có tổng các chữ số bằng 5 cộng 5 cộng 5 và cộng với 4 thì sẽ bằng 19. 19 không chia cho 9 nên số này sẽ thỏa mãn. Số cuối cùng, 1097, có tổng các chữ số bằng 1 cộng 0 cộng 9 cộng với 7 thì được tổng các chữ số bằng 17. Vậy 17 cũng không chia cho 9. Cô viết vào đây ạ. Bài tập số 2 rất là đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo thì cô mời các con chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng mình viết hai số có 3 chữ số và chia hết cho 9. Chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện bài số 3. Hai số có 3 chữ số và chia hết cho 9. Để hai số có 3 chữ số này chia cho 9 thì tổng các chữ số của nó sẽ cũng phải chia cho 9. Vậy thì cô sẽ viết được hai số ngẫu nhiên, đó là số 450 và 693. Chúng mình có thể thấy đó là tổng các chữ số của hai số này thì đều chia cho 9, được chưa? Cuối cùng thì chúng mình sẽ chuyển sang để làm bài tập số 4 ạ. Bài tập số 4 yêu cầu chúng mình tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9. Và ở đây cho chúng mình 3 số. 3 số này thì vẫn đang bỏ trống một chữ số, được chưa ạ? Bây giờ chúng mình đến với số đầu tiên. Cô đã có chữ số hàng trăm và hàng chục của số đầu tiên, đó là 3 với 1. Cô thấy 3 cộng 1 thì bằng 4. Muốn tổng của 3 chữ số cộng lại chia hết được cho 9 thì cô sẽ điền vào đây, đó là chữ số 5 ạ. Chúng mình thấy 3 cộng 1 cộng 5 thì bằng 9. 9 chia hết được cho 9, được chưa ạ? Chúng mình chuyển sang số thứ 2. Tương tự như thế thì cô lấy 3 cộng 5 thì bằng 8. Muốn tổng của 3 chữ số chia cho 9 thì cô sẽ điền vào đây, đó là chữ số 1 ạ. 1 cộng 3 cộng 5 thì bằng 9. 9 cũng chia cho 9. Số cuối cùng, cô có 2 cộng 5 thì đã bằng 7. Vậy cô sẽ điền vào đây, đó là chữ số 2. Bởi vì 2 cộng 2 cộng 5 thì bằng 9, được chưa ạ? Như vậy, chúng mình vừa cùng nhau thực hiện xong 4 bài tập rất là đơn giản liên quan tới dấu hiệu chia cho 9. Về nhà các con sẽ ôn lại giúp cô dấu hiệu chia cho 9 và thực hiện làm lại 4 bài tập mà cô vừa hướng dẫn các con nhé. Còn bây giờ thì xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.